Hôm nay đã là 29 Tết rồi và mình dường như là gần hoàn thành xong hết tất cả những cái công việc, công cuộc chuẩn bị cho những ngày Tết. Đối với mình, Tết là một cái khoảng thời gian hợp lý để cho những người làm những công việc freelance giống như mình có được một cái khoảng không nghỉ để chúng ta refresh cái não và những cái hormone sáng tạo trong công việc cho một năm mới. Những anh em nào làm những công việc văn phòng thì đúng, chúng ta sẽ có một cái khoảng nghỉ nhất định khi mà công ty đưa ra. Khoảng chừng 25-26 Tết là công ty đã bắt đầu cho các bạn nghỉ ngơi rồi để mà còn về quê nữa. Nhưng với những anh em freelance, chúng ta kiểm soát hoàn toàn cái thời gian làm việc, tiền lương mỗi tháng chúng ta tự kiếm ra, nó cũng không có ở một cái mức nhất định như những người làm văn phòng. Cho nên các bạn sẽ có cái tư duy đó là gắn thêm vài ngày nữa, kiếm được bao nhiêu thì kiếm, sau đó khoảng 30 hay là mùng 1 mới về nhà để mà ăn Tết. Riêng bản thân mình còn nguyên một cái list video dài hơn cả chục cái mà vẫn chưa hoàn thành được trong năm rồi. Chuẩn bị bước sang năm mới, mình còn rất là nhiều những cái dự án cùng hợp tác với các hãng và thậm chí những cái project cá nhân đam mê mà mình muốn thực hiện. Nhưng không sao, bởi vì mình biết đây là cái khoảng thời gian mình phải nghỉ chứ không thể nào tiếp tục làm việc được nữa. Bởi vì nguyên một năm rồi mình cày cuốc khá là nhiều, cái não của mình nó đã dường như là đóng băng trong cái khoảng thời gian này. Cho nên đây là lúc thích hợp để mình cho nó nghỉ ngơi. Cũng muốn chia sẻ với các bạn một vài điều. Tết năm nay gia đình mình có thêm thành viên mới và bản thân mình lại có thêm một cái gia đình mới nữa. Những cái sự thay đổi đó nó khá là lớn và bản thân mình cảm thấy là nó hơi bừa bộn, nó hơi rối. Cho nên cần một cái khoảng thời gian để mà sắp xếp lại cái cuộc sống hay là cái cách mà mình cân bằng cái việc công việc bên Mỹ, công việc ở Việt Nam, gia đình và công việc. Và cái năm rồi mình cảm thấy là cày cuốc khá là nhiều và cố gắng cho công việc, cố gắng cho cái sự nghiệp này cũng khá là nhiều. Nhưng những cái cố gắng, những cái sự cực nhọc đó đã có kết quả là bởi vì khi mình vừa quay trở về Việt Nam, có vài hãng mới, có vài cái thương hiệu mới hay là cái đối tác mới đã liên hệ và sẵn sàng để mà chuẩn bị cho cái dự án, cái công việc tiếp theo cho năm sau, năm 2023 này. Mình vui và mình tự hào vì cái điều đó. Cảm thấy là cái sự cố gắng của mình trong suốt một năm nó đã có kết quả. Không phải là về cái mặt kinh tế không, mà về cái mặt sự nghiệp và cái sự phát triển cho cái công việc của mình. Có đủ sức sáng tạo cho một cái năm rất là nhiều công việc và những cái dự án mà mình rất là hứng thú, rất là phấn khởi để mà thực hiện những cái điều đó, thì mình cần phải refresh cái não, cái năng lượng sáng tạo của mình trước cái đã. Những anh em làm công việc chụp ảnh, quay phim, sáng tạo, content creator, các bạn cũng hiểu, chúng ta sẽ thường xuyên rơi vào cái tình trạng đó là bị burnout, bị tuột mood và mất hết cái cảm hứng để mà sáng tạo. Và đây là kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ với các bạn. Dành một tuần, hai tuần hay là một tháng để mà nghỉ và đừng có rớ gì vào những công việc đó hết. Hãy đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hay là về sum họp cùng gia đình. Bên chân bên tét nè, trang trí nhà cửa nè, những cái điều đó sẽ giúp cho các bạn thư giãn cái đầu óc, thì lúc đó cái đầu của các bạn mới thật sự enjoy, tận hưởng cái cuộc sống này. Công việc chúng ta đã phải làm nó suốt 11-12 tháng trời trong năm rồi, lúc chúng ta làm việc hãy làm việc hết công suất đi, để đến khi mà các bạn nghỉ ngơi, lúc đó chúng ta mới thật sự nghỉ ngơi. Còn những bạn nào quá lười biếng, làm việc cà tàn và thường xuyên nghỉ á, thì những cái ngày đặc biệt để mà các bạn nghỉ ngơi, ví dụ như dịp Tết như thế này, nó không thực sự là đặc sắc hay là đặc biệt đối với các bạn, cho nên có thể là các bạn không mong chờ những ngày Tết quá. Hết mình với công việc, làm việc hết công sức, burn hết cái calo trong người của mình, đốt hết năng lượng trong một ngày và làm xuyên suốt một năm trời. Đến khi được nghỉ Tết rồi, chúng ta cảm thấy đó là một cái khoảng thời gian tuyệt vời, đúng không?
Cái này là én đầu đèn nha. Là nó phải bay vậy đúng không? Đúng rồi. Needed somebody. Sometimes I lay them on you, but you video ngày hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi và chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh gia đình của mình chuẩn bị cho những ngày Tết như thế nào. Và sẵn đây chúc các bạn một năm mới thật là nhiều may mắn và tràn đầy năng lượng để bắt tay vào công việc sau Tết. Anyway, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và cảm ơn một lần nữa suốt một năm qua các bạn luôn ủng hộ và theo dõi Jason trên cái chặng đường này, và chắc chắn là cái kênh YouTube này còn phát triển dài hơn nữa, nó không dừng lại ở đây đâu. Và mình hy vọng những content, những video hay là những điều mình sẽ chia sẻ với các bạn trong năm sau nó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn và các bạn sẽ enjoy tận hưởng cái kênh YouTube này nhiều hơn. Vậy nha, mình sẽ gặp lại các bạn sau Tết. Time and I can't lose, 'cause I got you by my side.